Chào các bạn, trong video ngày hôm nay ẩm thực miền quê mình mời các bạn cùng cắm hoa đào ngày Tết nhé. Và mình cũng chúc cho các bạn một năm Canh Dần 2022 mạnh khỏe, hạnh phúc và dịch bệnh sẽ qua đi để chúng ta sống với những ngày tháng yên bình và không phải lo gì bệnh tật như những năm 2 năm trở lại đây thì bệnh tật làm chúng ta rất là mệt mỏi ạ. Và bây giờ mình mời các bạn cùng chuẩn bị với mình ạ. Xin chào các bạn ạ, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắm hoa đào để ngày Tết các bạn có hoa đào tươi được đâu nhé. Khi các bạn chọn mua hoa đào ấy thì các bạn nên chọn mua những cành có hoa này và có những cái nụ mà nụ nó đã trắng như thế này nhé thì nó sẽ nở ạ, sẽ nở theo ngày đấy ạ. Và những cái lộc này không thể thiếu các bạn nhé. Nếu ngày Tết chúng ta mà không có những cái cành lộc, cành đào mà nhiều hoa nhưng không có lộc thì một năm mới của chúng ta nó sẽ không được đem được nhiều tài lộc đến nhà. Hoa đào nó tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng, an khang, ấm cúng của ngày Tết các bạn. Nên trong ngày Tết cổ truyền Việt Nam mình thì hầu như nhà nào cũng có một cành đào nho nhỏ cắm trên bàn thờ hay là một cây đào để trang trí cho nhà cửa thêm một cái Tết sum vầy ấm cúng ạ. Để cắm hoa đào tươi lâu thì mình sẽ dùng với đơn giản thôi các bạn, chỉ cần dùng nước ấm là được nhé. Giờ mình sẽ cho vào cái lọ lục bình nước và nước ấm ạ. Đây ạ, cái lọ lục bình mình đã cho bớt một phần nước nguội rồi nhé. Và bây giờ mình sẽ cho vào đây cái phần nước nóng này. Để cho nó ấm thì nó sẽ nở được hoa và tươi lâu ạ. Cành đào tươi đẹp như thế này. Và cành đào rất là đẹp như này, to đẹp nhé. Mình đặt lên bàn thờ sợ là cái cành này hơi to, khả năng là mình đặt ở cái phòng này thì cũng được. Quên to. Phòng thờ này của mình thì nó cái bàn thờ mình vẫn còn hơi bé nên là hoặc là mình cũng có một cái phản ấy, mình chưa có tiền mua cho nên là mình đặt ở đây cũng được hoặc là mình cho lên trên nhá. Hơi vướng. Đầu xuân năm mới thì cái kênh ẩm thực miền quê của mình cũng chúc các bạn và gia đình có một năm mới an khang thịnh vượng với mà mang nhiều tài lộc đến cho gia đình, nhất là sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, ấm no bền lâu ạ. Một năm Nhâm Dần 2022 ạ, đầy may mắn nhé. Như vậy là mình đã chia sẻ các bạn cách cắm hoa đào rất là đơn giản và lại tươi được lâu nhé. Các bạn cứ làm theo cách này của mình đơn giản nhất ạ. Hoặc các bạn có thể cho thêm B1 hoặc là chút soda hay là chanh ấm cũng được nhé, chanh ạ. Nhưng cái cách này thì nước ấm thì lúc nào chúng ta cũng có rồi. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.